Tôi xin chào tất cả các bạn. Minh Quay. Chào tất cả anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Duy Tường. Thì clip hôm nay hai anh em tôi thực hiện. Hôm nay Duy Tường có một món quà nhỏ dành tặng cho Minh Quay. Đấy thì sau bao nhiêu lâu thì Minh Quay cũng cần có một chiếc máy PC để chơi game. Cái này anh thích này. Nhưng hôm nay Duy Tường sẽ tặng cho Minh Quay một chiếc PC tầm 12 đến 13 triệu. Thì hiện tại là Duy Tường đã có cái số tiền nhỏ nhỏ. Nó cũng không phải là nhỏ đâu, nói thật là nó không phải nhỏ đâu. Đây. Chỗ này nó là rơi vào 15 triệu này. Chỗ này 15 triệu này. Cầm tí đi mua tặng cho một chiếc PC đặt trong bao hôm nay rồi. Có thích không? Thích chứ. Ui giời, anh nhận cái gì? Hứa hẹn cái gì chứ tặng PC không này mà không cố gắng hay là không làm cái gì thì hơi buồn. À ui giời. Cái đấy là cái điều đương nhiên. Trước tiên là phải cố gắng làm ra những video hay, độc và lạ để cho anh em xem. Thì thật sự Duy Thường cũng muốn dành tặng cho Minh Quay một chiếc PC riêng cá nhân của mình. Nghĩa là chiếc máy tính riêng của mình. Minh Quay có thể tự chơi game, Minh Quay có thể tự làm những cái gì Minh Quay thích ở trên chiếc PC của mình. Gọi là chiếc máy tính ấy, chiếc máy tính bàn. Thì tôi đã có ý định tặng Minh Quay từ trước rồi, nên là tôi đã đặt trước cho Minh Quay một cái cây ở trên kia. Tầm tí nữa là cây sẽ về thì Minh Quay sẽ cùng với Duy Thường lên trên đấy trả tiền người ta thôi. Và về máy tính về là dùng, có thể dùng được. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ đi lên trên đấy và xem cái cây mà người ta lắp ráp cho mình là có hoàn hảo hay không. Ok. Ok. Có thích không đã? Ủa gì thích lắm, ưng cái bụng. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ đi lên trên kia và dùng số tiền này. Nói chung là hơi sót một tí nhưng hơi cố gắng. Ok, thì anh em tôi đã đến cửa hàng chỗ mà anh em tôi đã đặt mua máy tính cho Minh Quay. Đâu rồi? Đi xem đấy. Đấy, đi vào đây. Anh ơi. Đây rồi. Anh đi coi em được chưa? Được rồi, xong rồi em. Đây đây, đây cho anh em xem. Đây. Đây không phải máy tính của em, đây gì cái cây của em, đây gì HP gì, kẹp hơi chắc chắn là nặng. Đây, một người V là thế nào? Một người V nặng, nhưng bên trong thì gần bên trong cũng là được rồi. Đã, đây cho tất cả anh em xem qua này. Đấy, cho anh em xem qua cái bộ máy tính vừa tôi đã nhờ anh ấy đặt hộ tôi. Đấy, nói chung là cũng khá là lằng ngoằng đấy, với cái mức giá là 10 triệu. Cái cây này thì cũng là tôi thấy là chắc là cũng được đấy. Nhưng mình phải xem cấu hình nữa. Đây bây giờ cho tất cả anh em xem cấu hình của anh. Cái cây này. Cây đồng bộ. Cây đồng bộ anh. Đây HP Z400 này. Cây đồng bộ của HP. Đấy, đây là cấu hình của máy tôi mua tặng cho Minh Quay này. Anh em có thể nhìn thấy. Nói chung là với một cái giá 10 triệu cây này còn chưa nói màn hình. À, màn hình bao nhiêu tiền anh nhỉ? Màn hình là hơn 2 triệu, 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Màn hai inch của LG. Còn đây là cấu hình của máy. Đấy, đây là cây đúng không? Minh Quay ra xem có thích không nè. Đấy, xem nè. Thích không? Đấy. Cái này chơi game không phải không? Chơi game quá tuyệt vời luôn. Đến con anh còn thích nói gì đến thế thì ưng lắm rồi. Ưng cái bụng rồi. Ưng bụng rồi á. Cấu hình thì chơi game thì ổn định, mắc PUBG chơi chiến hết. Không, yeah. Em làm video các kiểu. Render video các kiểu có được không anh? Video thoải mái luôn. À, anh nói qua cho mà bên trong đây là con. Con này là cấu hình chip Xeon 5650. 5650. Tốc độ của nó, xử lý của nó 2.67 GHz. Động sắc vỏ cây là sắc đồng bộ của nó là nguồn main và vỏ cây của nó trị giá là hơn 3 triệu đồng. Hơn 3 triệu. Chip của nó thì là khoảng 1 triệu rưỡi. Chip 1 triệu rưỡi. RAM của nó 4 thanh RAM 4GB. 4 thanh RAM 4GB. Đâu thanh RAM đâu? Đây 4 thanh RAM 4GB đây. Các bạn nhìn đấy. Hiện tại nó chưa đủ ánh sáng để xem. Đấy. Đây 4 thanh RAM. À. 1 2 3 4. 4 thanh RAM luôn. Ôi, mỗi thanh RAM là 4GB. Tổng của nó là 16GB. 4 thanh RAM tổng là 16GB. Cam màn hình thì GTX 750 Ti. Okay. Giá khoảng 1 triệu 7. Triệu 7. Cái này là cái gì anh? Đấy Minh Quay hỏi. Quạt chip của nó, quạt gì nó tản nhiệt chip làm cho nó chip nó mát. Thế chip ở đâu anh? Chip là ở bên dưới của cái quạt này. À. Ở đây, đây. Nói chung là đây. Xem thấy thích chưa? Còn 10 triệu thì được cái này thôi. À, ở đây còn có hai ổ cứng này, một ổ SSD, ổ SSD với tốc độ xử lý của nó nhanh gấp 4 lần ổ HDD. À. Đây là ổ HDD, ổ SSD này để lưu dữ liệu, ổ SSD là để chưa chạy Win. Chạy Win cho nhanh ấy rồi.
vào khởi động máy, khi mới đầu khởi động máy vào ấy thì nó chỉ khoảng 15 giây thôi. 15 giây. Là vào đến win luôn. Đâu? Thế còn màn hình của em đâu? À thế không có dây riếc thì chuột chiếc kìa. À dây đây. À đấy, chuột bàn phím đặt thì đây, mua. Đây, chuột đi kèm. Đi kèm. Tặng khuyến mại luôn. Khuyến mại. Ui giời. Đây là màn hình. Đấy, à đây chiếc màn 1 triệu. Màn này ai? 1 triệu mấy đây anh? Màn này... Con này là được 22 inch nhỉ? Khá to, chơi game thì ổn định đấy nhỉ? Đây, tỏ đấy, chơi thoải mái đây. Chung là Minh Quài cảm thấy thế nào khi anh ấy nói qua sơ qua về cái cấu hình của máy như thế, thì cảm thấy thích thú được tiền thì nói chung là nó chỉ có tầm 10 triệu đến 12 triệu quay đầu thôi. Như thế này là ổn rồi. Món quà nói chung là nhỏ nhỏ dành tặng cho Minh Quài thế thôi, nhưng háu chơi game thì chỉ có mua tặng cho cái máy tầm 10 12 triệu này là được chưa? Ok rồi. Rồi thế thì đây. Cầm tiền mà gửi anh ấy chứ còn gì. Em gửi. Tổng chi phí là hết tầm bao nhiêu tiền anh? Tổng chi phí của nó là 11 triệu 800 nghìn. 11 triệu 8. Số này mấy triệu đấy? Đếm đấy mười mấy triệu đấy, xem dư bao nhiêu. Gia Lộc cho bọn em 100. Gia Lộc cho bọn em 100. Đấy, cho may mắn về chơi game luôn luôn. Đấy. Có gì anh em ủng hộ. Đấy ok thì thật sự là bây giờ anh em thôi thì anh tắt màn hình nhưng mà rút điện ra cho em để em cùng Minh Quài bê về. Chung là nhanh gọn thì thật sự là đặt anh ấy tầm 3-4 hôm thì hôm nay bắt đầu anh ấy mới lắp ráp được cho tôi, thì hôm nay anh em tôi sẽ thì cũng chẳng có gì đâu, ghi hình lại cả anh em xem là một món quà nhỏ nhỏ của Duy Thường dành tặng cho Minh Quài, để Minh Quài mỗi đêm không có cái gì chơi Minh Quài sẽ dùng chiếc máy tính này chơi game hoặc giao lưu với cả anh em. Ok, bây giờ Duy Thường sẽ cùng Minh Quài với cái chiếc máy tính này về nhà lắp ráp. Ui rồi đặt đấy. Đấy, Minh Quài thử bê xem này. Quài xem bằng nửa thôi em. Ui, nặng đấy. Cân bằng nửa cân của em đấy rồi. Ui, nặng này. Sao nặng ấy nhỉ? Vãi tay luôn. Ok thì bây giờ Duy Thường sẽ cùng với Minh Quài bê chiếc máy tính vừa mới đặt mua về, thì hy vọng là về chắc lỗi lủng gì thì em lại qua anh vào cửa nhá. Đó anh thoải mái em ạ. Ok thì bây giờ anh em tôi sẽ mang chiếc máy tính này đi về đã. Còn xong khi về xong mà anh em tôi lắp vào xong thì tôi sẽ ghi lại tất cả các bạn xem nhé. Yeah, bây giờ hiện tại là anh em tôi phải bê về chứ còn thật sự là không thể vừa bê vừa ghi hình để cho anh em xem. Ok. Đấy, cảm ơn anh nhá. Đấy. Đấy, thật sự là sau tầm phải 20 phút thì anh em tôi đã ý ạch được bê được chiếc cây và chiếc máy tính này về đến nhà. Thật sự là bây giờ không biết là lắp ráp vào đâu. Toàn đồ mới này. Cái tinh này vẫn ở trường có bác bóng luôn này. Thôi màu ra xem nào. Wow. Ui, bàn phím mềm mềm lắm, sướng lắm. Đừng có đập nhá, chơi game không cua đừng có đập như là được rồi. Mua sắm cho mà chơi game ấy. Mình tức chiến tức nhưng mình không giận cá chém thớt đâu. Đấy, đây là chiếc máy tính của Duy Thường là dành cho Minh Quài. Thật sự là nó cũng không phải là đắt tiền, nhưng nó cũng để phù hợp cho Minh Quài chơi game và giải trí bình thường mỗi đêm. Thì cũng có thể là Duy Thường cũng có thể Minh Quài là dùng chiếc máy tính này Minh Quài để làm video để cho anh em xem chẳng hạn như thế. Nói chung là chiếc máy tính này nó cũng là khá là ok rồi. 10 triệu, 12 triệu. Hôm nay món quà này của em dành cho anh rất vui. Anh cảm ơn em. Cố gắng làm ra những video hay độc lạ cho tất cả anh em xem thôi, chứ còn không phải cảm ơn cái gì cả. Cái đấy là cái điều đương nhiên và tất nhiên rồi. Chiếc máy tính này thật sự đây rất đơn giản thế này thôi. Một cái cây và một cái PC này có thể chơi game xuyên lục địa. Có muốn là gì nói tất cả anh em sau khi Duy Thường đã mua chiếc PC dành tặng không? Thì có từ bây giờ và từ giờ đến đến sau là anh em chúng tôi sẽ cố gắng làm những video độc hay và lạ để phục vụ tất cả anh em xem video. Ok thì qua clip này anh em nào yêu quý anh em chúng tôi thì nhớ cho anh em chúng tôi một like và share cho tất cả bạn xem. Tất cả bạn xem và qua nào ý tưởng mới lạ hơn đấy thì comment thẳng dưới video để anh em tôi thực hiện. Và nhớ một điều, đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi. Còn bây giờ thì hẹn các anh em vào những video tiếp theo. Bye.
Tôi xin chào tất cả các bạn. Tôi mình gọi chào tất cả anh em. Bye bye. Bây giờ anh em tôi đi lắp chiếc máy tính vào để chơi game đã. Let's go. Bye bye anh em nhá.